Với những cố gắng nỗ lực trong việc phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng và luôn là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đã giúp Việt Nam giành được sự tin cậy của nhiều đối tác trên thế giới. Một trong những minh chứng cụ thể là bước tiến vượt bậc trong hợp tác kinh tế thương mại song phương giữa hai nước Việt Nam, Vương quốc Anh. Tại buổi làm việc với ngài Greg Hands, Quốc vụ Khanh về chính sách thương mại, Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết, 5 tháng đầu năm 2021, thương mại song phương đã đạt khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam tăng 29%, xuất khẩu của Anh tăng 16%. Kết quả trên một phần nhờ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland UKVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã tạo động lực cho thương mại song phương tăng trưởng liên tục trong những tháng qua. Trao đổi về một số trọng tâm hợp tác, ngài Greg Hands nhấn mạnh, năng lượng là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác của Anh với Việt Nam. Trên cơ sở đó, hai bên đã cởi mở chia sẻ về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, tình hình triển khai các dự án của Anh, những khó khăn vướng mắc và những giải pháp tháo gỡ. Nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại, hai bên thống nhất tổ chức khóa họp lần thứ 12 Ủy ban hỗn hợp Việt-Anh về hợp tác kinh tế thương mại JETCO 12 theo hình thức trực tuyến vào cuối tháng 9 năm 2021.